Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì đặc biệt em học nhanh lắm. Dạ, có thể học công việc, có thể học ngoại ngữ nữa. Dạ, em nghe sơ, ví dụ như em đi làm á, em nghe mấy bạn Campuchia mà nói là mấy tháng em nói được. Mà nói luôn, của Dạ. mình nha, có khiếu. Dạ, khuyết điểm của em thì hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, cũng ngàn gói. Ngàn gói hay là nhiều vậy Trời, đó? ngàn Dạ. gói lận hả trời Còn gì yêu. nữa không? Thì ăn không biết sao nữa mà tối chiều đến là cái nó cứ bùm 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 nha. Bụng Dạ, đeo đánh giấm. Dạ. Không biết sao nữa, nhưng mà về nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ chửi hoài, nhưng mà biết sao em đâu biết làm gì nó thay đổi chứ đâu. con cái thằng đánh giấm Dạ. bùm bùm hoài mỗi buổi chiều, thật quá thật luôn á. Điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em là điểm điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, vui tính, thích du lịch đi chơi vậy đó. Được Còn điểm không? yếu là nhiều khi cũng hay quên, nói nhiều quá nhiều khi quên. Nói nhiều quá rồi nhiều khi quên. Dạ đúng rồi, em nói Giống nhiều nhiều em. khi quên. Còn Hiếu có mấy mối tình rồi? Hai mối tình. Mối tình thứ gì này á, là chia tay bao lâu rồi? Năm 2018 gì? Mà quen lâu không? Cũng quen năm á chị. Lý do sao chia tay? Cũng như là người ta ở nước ngoài á, rồi mình kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cảm thấy không có tới đâu, thôi đi về luôn, em đi về đây luôn. Là một thời gian em ở bên nước ngoài. Dạ, ở bên bên Singapore. Rồi xong rồi em cũng thấy không có đến đâu rồi em Đúng đi rồi, về Việt Nam luôn. đúng rồi chị. Với lại người ta cũng không có gì mà không có cái gì mà tiến triển cho mình để mình có một cái gì Một vững chắc đúng vững không? chắc, Mà người không ta cứ là người Sing hay người Việt? người nước ngoài luôn không. À, người Sing. Bên nhà gái đã từng đi Singapore, ở bên Singapore. Nhà trai có đi nước ngoài, ở nước ngoài không? Dạ em ở bên Campuchia. Có, Campuchia luôn. Ở lâu không? Dạ em ở 2 năm. Bên nhà gái ở Singapore, bên đây cũng ở Campuchia chứ bộ. Rồi bển được mấy mối tình, bên đây người ta 2 mối tình đó. Dạ chắc cũng nhiều, chơi năm rồi chứ. 5 mối tình luôn. Dạ. Mối dài nhất là bao mấy năm? Dạ 8 năm. Ít nhất là mấy năm? Dạ năm mấy. Dạ năm rưỡi. Năm rưỡi mà năm... Coi như 5 mối tình là hơn 10 năm rồi đó, yêu nhau đúng Mười không? mấy chứ hơn gì. Dạ. Người yêu thứ nhất là mấy năm? Dạ năm năm rưỡi, 2 năm. Người yêu thứ hai? Người yêu thứ hai được 2 năm, 2 năm, 3 năm vậy. Trời ơi. Người yêu thứ ba? Dạ 8 năm. Trời ơi. Người yêu thứ tư? Năm rưỡi. Người yêu thứ năm? Dạ 2 năm rưỡi. Người yêu thứ nhất tên gì? Dạ tên Hạnh. Người yêu thứ hai? Dạ tên Tuyết. Người yêu thứ ba? Dạ tên Văn. Người yêu thứ tư? Dạ tên Hiểu. Người yêu thứ năm? Dạ tên Lợi. Trời ơi, nhớ rồi rồi. Sao mà nhớ tên hết hay vậy? Tại vì em yêu thiệt. Em yêu thiệt. Dạ. Cũng không may mắn lắm. Không may mắn á, Dạ. hay bị cái tật xấu kia? Dạ không có nhiều lý do lắm. Thì bạn bạn đầu tiên á, ở gần nhà, rồi cứ đồng tuổi nhau, rồi gặp hai bà già cứ cãi lộn nhau hoài, rồi cái cấm. Có khi nào bạn nào chê cái thằng xấu bùm bùm của em mà Dạ chưa có thấy không? nhiều lắm. Tớ rồi cứ bỏ chạy chỗ khác, chứ biết làm sao giờ. Ủa tới giờ nó là vậy đó hả? Đâu, nó thì cứ xế chiều á, nó dồn là buổi chiều á. Dạ có bữa ít bữa nhiều tùy vào bữa nạp. Thí dụ buổi sáng nạp khoai lang với lại đậu phộng nhiều thì cái buổi tối nó nhiều. Mà em thường xuyên ăn khoai lang với đậu phộng buổi sáng đó. Bây giờ là Dạ. đúng giờ luôn nè, đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay là có việc đó xảy ra hay không? Dạ có trong kia rồi mà. Trong phòng chờ lâu rồi. Dạ. Hồi gặp nhà gái nhớ im lặng nha. Dạ. Em thật thà dễ sợ luôn hả? Dạ. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi, 18, 19, năm nay 35 tuổi. Dạ. Cả thanh xuân em để yêu, yêu quyết giờ ở không luôn. Giờ cố gắng sao mà cua được cái cô bên đây á, là Dạ. cô Hiếu đó, là dừng lại luôn nha. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm à. Ừ đó nha, cố Dạ. gắng nha. Để coi nhà gái coi, 2 mối tình hả? Đây, chào em Dạ gái. chào anh. À. Em mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Giống như là Đan Nguyên á. Hả? Đan Đan Nguyên, Nguyên. Đan Nguyên ha. em thích cái mẫu người giống vậy, Mẫu giống người em. gì?
Rồi, em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với lại không có lo công việc đó. Hút thuốc đây thì hút gói đó, bỏ được không? Dạ được, có bạn gái động lực là em sẽ bỏ được. Có động lực bỏ được ha. Dạ, tự cúng thui thủi mình khó. Vụ kia bỏ được không? Dạ em đâu có cố ý làm đâu, em bỏ. Những cái bụng em nó làm á. Vụ kia tao. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ em. Dạ em chào anh chị MC. Dạ em thấy chị rất là xinh. Dạ nhìn rất là hợp tướng với lại anh hai của em. Dạ mong anh chị cũng đến được với nhau ạ. Ăn to nói lớn lên chị coi, đừng nói là chưa có người yêu nha. Dạ không, em hôm nay em đi cái vợ. Vậy sao em, mà nhỏ dạ. Nhỏ nhẹ quá vậy cưng, giống như trai mới lớn vậy trời. Dạ em mới lớn thiệt mà. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Chào bạn. Dạ, em chào. Có món quà tặng bạn. Dạ chào, cảm ơn. Dạ em có quà tặng cho anh. Cảm ơn em nhiều. Rồi đó. Rồi đó. Cảm nhận sao nè, em gái gặp em trai thấy sao? Dạ em thấy em thì cũng ok. Cũng vui tính. Cảm ơn em. À, dạ. Anh có hỏi em là quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Em thì thích mẫu người lo cho gia đình với lại có một chút xíu gọi là vui á. Có tính xíu hài hước chút xíu, thông minh chút xíu. À, dạ. Hài hước hả? Rồi hài hước thì anh nghĩ chắc cũng có. Rồi từ từ em biết. Lo cho gia đình thì anh nghĩ bây giờ á, ngoài công việc ra chỉ có niềm vui ở nhà là vui, không đi đâu hết, không bạn bè, không có cà phê, không có nhậu nhẹt gì hết á. Hạnh phúc nhất là được ở nhà với ai? Với gia đình. Hiện tại bây giờ là chỉ với mẹ thôi. Ở trong tương lai là chỉ ở nhà với, nếu mà có vợ thì ở nhà với vợ với mẹ thôi. Còn em ở đâu à? Em bên quận 10 anh. À ở quận 10. Dạ. Là người thành phố luôn. Đúng rồi, em người thành phố. Tính anh á, anh chung thủy lắm. Khi yêu á, không có một người bạn gái bình thường, không có tới một người luôn. Tại vì anh gạt bỏ hết, nhắn tin mấy bạn thân, bạn em của bạn không có, không có bạn nào hết. Chứ là mình rất là chung thủy, bởi vì mình muốn cái người bạn đời sau này của mình á, đặc biệt là rất là chung thủy. Đặc biệt một điều nữa là mình không có nói dối. Dạ. Mình rất là xem trọng, mình không bao giờ nói dối, dù chuyện xấu hay là chuyện tốt gì, sai hay là đúng gì mình cũng không nói dối. Đó, mình rất là xem trọng lời nói. Anh là hồi đó anh học cái gì ra? Thì nào giờ có nghề tài xế đó, nhưng mà làm rất là đa dạng. Tài là xế, không có học cái gì xe. Ra hết trơn rồi. Đúng rồi. Không có học cái ngành gì hết, chỉ có lái xe thôi. Chỉ có lái xe, đam mê từ nhỏ luôn. Em nghĩ là lái xe thì cũng đi suốt rồi, không có thời gian nhiều. Cho tính chánh lại là hiện tại công việc bây giờ mình rất là thích, mình đi hành chánh. Ồ, đi hành chánh. Mình nghỉ thứ bảy chủ nhật, sáng đi chiều về. Công ty bây giờ là không có cho tăng ca, mà có cho tăng ca đi nữa cũng sáng đi làm xong cái mình về à. Mình không có đi qua đêm ở ngoài đường. Hồi đó anh học lớp mấy nghỉ à? Mình thì đó tự vì có mẹ, ba cũng đi sớm lúc mình còn trong bụng mẹ, mẹ cũng khó khăn á. Nên mình học hết 8/12 rồi mình nghỉ. 8/12. Rồi mình học lái xe, mình yêu nghề tới giờ luôn. Anh lấy vợ là sẽ ở chung với mẹ anh? À, đúng rồi. Tại vì với anh là vấn đề hiếu đạo là trên hết. Thì cha mẹ giờ cũng không có làm dâu lớn đó bao nhiêu hết. Như vậy là làm dâu đó, em thấy làm dâu được không? Em hồi đó nó giờ chưa thì... có bao giờ làm dâu. Trời ơi, mẹ cực kỳ dễ luôn. Mẹ dễ lắm. Mẹ dễ ơi là dễ luôn. Tóm lại là mình cũng không có nhu cầu. Ví dụ như em biết nấu ăn hay biết làm việc nhà. Ví dụ như em không biết nấu ăn, ở ngoài người ta biết nấu ăn. Còn việc nhà thì nó cũng đơn anh giản lắm. Anh biết nấu ăn không? À anh biết. Thì em nấu ăn dở lắm, đi ăn ngoài không à? À, không sao đâu, mà em không nấu ăn được, ra nhờ người ta nấu. À, không quan trọng vấn đề mà phải công dung ngôn hạnh đồ. Anh quan trọng đặc biệt là thứ nhất là chung thủy, thứ hai là không nói dối, thứ ba là biết trên dưới hiếu đạo. Anh gái yêu cầu bên anh trai gì không? Nói đi.
em không biết yêu cầu gì hết đi. Còn em nghĩ nếu là chắc mà ngại cái vấn đề thuốc lá thì em không... chắc chắn là anh sẽ giảm được và bỏ luôn. Tụi anh đang có kế hoạch mẹ la em hoài. Em không thích hút thuốc nhưng mà anh ở biên hòa lần em ở thành phố luôn. Chờ anh đi lên đi về. Đi lên đi xuống. Anh đi lên đi xuống hoài. Anh có ngại không? À anh không ngại. Công việc của anh là tài xế mà để làm cái gì anh? À đi giao thép công nghệ á. À chỉ đi giao hàng. À. Sao anh không có kế hoạch cho tương lai hay là gì á? Ồ, kế hoạch tương lai hả? Khi nào mà ví dụ như điều kiện nó thoải mái tí xíu rồi mình mua bán kinh doanh. Hoài lái xe ra cái đầu nó trống rỗng. Cũng chưa có ai góp ý hay là làm cái gì á. Cái ngành lái xe này được mấy năm anh? 17 năm. Chưa tính thời gian. 17 năm mà anh không có kế hoạch tương lai gì hết à? Tại vì nói thiệt ra thì mình cũng yêu rồi, mình một khi mình yêu thì mình say đắm lắm rồi, mình nói tóm là mình chăm lo lắm, nếu có thời gian nhiều mình mới có thể chia sẻ được. Lúc trước mới quen thì có mấy bạn đồ mới học rồi mình cũng chăm lo, nói tóm lại là mình yêu mà mình chăm sóc hết cái phòng trọ không thiếu một cái thứ gì đó. Thì trong tương lai thì nếu mà có cơ hội thì không biết vấn đề mà làm dâu á, bạn em mình Hiếu thấy sao? Em thì em thích ở riêng chứ không thích ở chung với gia đình. À em thích ở riêng mẹ già mà. Có một mình mẹ già, mẹ đơn giản lắm, mẹ dễ lắm. Thì cái đó thì không có quan trọng đâu. Thì có thể nếu mà cho nhau cơ hội mình có thể bàn bạc sao tính. Em thích sao ở riêng. Nhưng mà có mình mẹ già của bạn hồi ấy. Hồi đó giờ em ở riêng không ạ? Em thì em thuê nhà em ở riêng, còn ba mẹ em thì ở chung với chị em. Em có thể về Đồng Nai làm. Em không có về Đồng Nai, tại vì em ở thành phố quen rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. À. Chưa có ở mấy cái chỗ nào xa. Vậy chắc tại bạn em Minh Hiếu chưa biết ở Đồng Nai Biên Hòa mà ở ngay trung tâm thành phố nó không khác gì hết. Nó y hệt vậy á. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ có thể bạn trai tới nắm tay bạn gái hát một bài nào đó tặng bạn gái. Yeah. Ê, dạ nói giỡn chứ. Em hát được. Xin phép. Yeah. Thôi thì đến đây cũng cái duyên thôi, mình để hát một câu chiều buồn nghe vọng Kim Lan. Ôi tuổi xuân mộng mơ vẫn dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày em về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa chiến sao tâm hồn buồn dạt vào nhớ thương chào dân. Tăng 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 tăng. Tay nút bấm đó các bạn. Khi bấm nút thì phải có trách nhiệm với nút bấm. Không phải nút bấm nút là mình bấm chơi cho vui đâu nha. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau đi. Hú hồn không? Dạ. Hồi hộp quá đúng không? Dạ, hồi hộp. Trời ơi, thấy cái tim đỏ cái là chị còn mừng giùm em á. Sao mà Hoàng Minh Hiếu cứ gừng. Tại em thấy anh cũng vui. Dạ. Thấy cũng vui anh đó. Không, anh hứa nếu mà về nhà cũng... anh cho em vui hoài luôn. Tối vui lắm. Má chửi anh hoài à. Thôi. Nắm tay đi. Thằng trai này vui đó. Dễ thương. Dạ. Khi mà mình nhấn nút rồi thì mình sẽ đặt cái nụ hôn lên má. Yên tâm. Dạ. Đi. Đó, được. Đúng không? Tâm giao thôi mà. Rồi. Tâm giao.